Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong hôm nay, khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đắk Lắk đã có mưa vừa mưa to. Dự báo khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên tiếp tục mưa lớn từ nay cho đến ngày thứ 3 tuần tới, cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Trọng tâm mưa lớn tập trung ở khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Khánh Hòa với lượng mưa phổ biến từ 250 đến 500 mm và có nơi trên 600 mm. Tiếp đến là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên mưa khoảng 100 cho đến 250 mm và có nơi còn trên 250 mm. Mưa to nhiều ngày khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên, trong đó chú ý các sông của Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và sông Kỳ Lộ của Phú Yên sẽ lên mức báo động 2 đến báo động 3 và có sông trên mức báo động 3 nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị ở khu vực này. Tại thành phố Đà Nẵng, ngày mai sẽ là ngày mưa lớn nhất. Đến thứ hai thì mưa vẫn sẽ chút xuống nhưng cường độ có giảm so với ngày Chủ nhật. Từ thứ ba trở đi, mưa giảm hẳn, chỉ còn là dạng mưa rào ngắt quãng và xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Lưu ý trong ngày thứ bảy tuần tới, không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ giảm khá mạnh, ban ngày trời lạnh với mức nhiệt 22 độ, về đêm trời rét 18 độ. Mưa cũng là thời tiết chủ đạo tại thành phố Nha Trang trong cả 7 ngày tới. Đáng lưu ý nhất là ngày mai với những cơn mưa rất lớn. Sau đó, hai ngày đầu tuần và thứ sáu, thứ bảy tuần tới, mưa giảm về cường độ nhưng vẫn là những cơn mưa với lượng khá riêng ngày thứ tư và thứ năm mưa giảm, dạng mưa rào bất chợt. Với con tum ở Tây Nguyên, mưa lớn chút xuống từ nay cho đến ngày thứ ba, quý vị cần lưu ý với những nguy cơ xảy ra lũ quét ở sông suối nhỏ và sạt lở đất ven đồi núi. Thứ tư và thứ năm dự báo mưa rất hẳn và trời sẽ chuyển nắng từ sáng cho tới chiều. Hai ngày sau, những cơn mưa rông xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối nhưng lượng không lớn và sẽ rất nhanh. Tại thủ đô Hà Nội có trạng thái không mưa, nắng nhiều trong cả 7 ngày tới. Chủ nhật và hai ngày đầu tuần quý vị sẽ cảm thấy ấm áp với mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 25 cho tới 26 độ. Sau đó khi mà không khí lạnh tăng cường yếu xuống, trời vẫn tạnh giáo và nhiệt độ giảm xuống còn 22 đến 23 độ, trời lạnh lạnh. Cảm giác rét sẽ hiện hữu rõ về đêm và sáng khi nhiệt độ chỉ vào khoảng 14 cho tới 15 độ mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa nhiều trong ngày mai và hai ngày đầu tuần, mưa có thể đến sớm từ trưa chiều, có lúc mưa lại khá. Do có mưa nên nhiệt độ dễ chịu vào khoảng 29 cho tới 30 độ. Từ thứ tư trở đi, mưa giảm, nhiệt độ tăng lên ở mức 32 cho tới 33 độ, khá nóng vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.